Được. Có hồ mới có đại bi mới được. Rồi, không có đại bi cho số. Tự nhiên mình ngang mới vô được. Rồi có để chuẩn theo chiến sĩ. Có một tâm xuống là mình ngang mới vô được. Đi đi chú. Sao không dám xuống rồi vậy? Đúng mình ngang mới bé không có dám đi xuống. Không dám đi xuống rồi. Anh giao chỗ rồi lên đi. Anh sợ cái gì? Anh sợ ba anh kêu kêu anh đi lên. Ở dưới có mọng bự lắm. Ba vô. Ở trên kia mới nhiều, trên cái mỏ. Thiếu người giải mình ra đi hết. Giờ không có cho lên nữa. Không có cho lên. Có rào nữa rồi. Nè, thấy không? Sáng có gọi đèn vô nè. Nó vàng đá hập gì đó. Đúng không? Cái đó đó. Cái này này vàng đá hập gì đó. Gọi đèn vô sáng lắm. Nè. Đó, dạ, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Hoa Phan Vlog. Thì hôm nay em có đến núi Anh Vũ Sơn, còn gọi là núi Ông Két nha quý cô chú anh chị. Em có nghe cô chú anh chị nói là mỏ Ông Két đã dịch chuyển. Thì hôm nay em đến đây để xác minh mỏ Ông Két có dịch chuyển thật hay không. Giờ thì mời quý cô chú anh chị theo chân em, mình cùng trải nghiệm vùng núi Anh Vũ Sơn này và xác minh cùng em là mỏ Ông Két có dịch chuyển không nha quý cô chú anh chị. Đây là cổng chào núi Két. Đây là quý cô chú anh chị đi hành hương, giờ đang đi xuống dưới bên này. Bên này là nhà xe nha. Đây, phía bên này thì mình đi thẳng lên phía trên để đến phòng vé và mua vé đi lên trên tham quan nghe quý cô chú anh chị. Giờ thì mời quý cô chú anh chị đi theo em, mình tiến thẳng vào bên trong để khám phá vùng núi này nha. Ở đây có để một cái bảng là điểm tham quan trên non Ông Két nghe quý cô chú anh chị. Đây là rất là nhiều địa điểm lên trên núi Ông Két này, có rất nhiều điểm để cho mình tham quan và đến đây cúng bái nha. Đây, để em quay sơ cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Đây là đường liên lên núi Ông Két thì quý cô chú anh chị. Giờ là mời quý cô chú anh chị mình đi lên đỉnh núi. Đây là đường lên điện Sơn Hằng. Đây, ở núi Ông Két nha quý cô chú anh chị. Điện Sơn Hằng. Giờ em sẽ lên phía trên điện để quay cận cảnh điện cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thôi gần kìa. Nhìn cái đồng hổ rất là đau rồi. Nay ta đi cũng đông quá ha. Khách đến đây cúng vía cũng rất là đông nha quý cô chú anh chị. Còn trong tháng giêng này là người ta đi đông lắm. Đi chùa đầu năm á quý cô chú anh chị. Mấy anh đang chụp hình còn kỷ niệm ở đâu nè, rất là đông nha quý cô chú anh chị. Đây là điện Sơn Thành nha quý cô chú anh chị. Ông điện Sơn Thần có tiếng ông hổ đang gầm gừ nha quý cô chú anh chị. Trên điện Sơn Thần chú chị, trên núi Ông Két.
bên trên đó là bên kia là núi Già Năm Giếng nha quý cô chú anh chị. Giờ thì em sẽ vào bên trong. Này, đây là đường bên vào bên trong điện. Đây là cái đường bên hông của điện Chư Thần, chỉ hướng mình lên núi nha quý cô chú anh chị. Đây, đây là phía bên trong điện hồi nãy em có quay đây. Giờ thì mình lội lên phía trên để đi lọn lên đỉnh núi nha quý cô chú anh chị. Hơi tối. Núi Lồng Két này còn được gọi là Anh Dũng Sơn, nằm ở tận biên cả nhà. Rất là nguyện di lắm nghe quý cô chú anh chị. Mình đi đến đây thì sẽ biết là cái mỏ Lồng Két hằng ngày xưa là quay về hướng lộ, còn bây giờ thì quay về hướng của Châu Đốc mà nghe quý cô chú anh chị. Núi Cấm, quay về hướng núi Cấm. Đây, đây là điện của các vị Chư Thần đây. Nãy mình đã lên trong điện của Chư Thần, bây giờ thì tụi em lội lên trên đỉnh núi của Anh Vũ Sơn nha quý cô chú anh chị. Rất là đông quý cô chú anh chị đến đây cúng bái đây nha. Bây giờ mình đi lên tiếp lên phía trên nha quý cô chú anh chị. Thì ở núi Anh Vũ Sơn này á có rất nhiều tự quyền di tâm linh ở đây. Nói về mỏ Lồng Két thì rất là huyền di. Khách đi hồi hương nè quý cô chú anh chị. Sao rồi mấy em? Khỏe. Khỏe. Này lội xuống phải không? Phải nó là khỏe, ok ok là dạ. Ok. Này lội xuống không? Khỏe. Xuống rồi, anh giờ xuống rồi. Mình đi sớm hả? Gần quá, xuống rồi. Nào mình đi rồi nào chứ giờ. Anh đi có ba anh em à? Dạ. Dạ. Thì sáng sớm tới giờ quá. Dạ. Đúng rồi. Dạ. 7 giờ thì tới giờ này mới xuống đó. Dạ. Rồi tới. Mình đi sớm xuống sớm. Dạ. Sớm xuống sớm. Gắn lên nửa tiếng nó tới rồi. Dạ. Dạ. Anh chanh chảnh nhiều điện lắm á. Dạ. Gắn lộ chảnh đi còn hồi xuống phải ghe. Dạ. Đó nãy đi lên nghỉ mấy chỗ là không có lại nghỉ gì thì chắc 10 lần à. Nghỉ 10 lần là tới nha. Ừ. Thì hồi nãy là phái đầu người ta đi lên sớm. Sao bây giờ người ta lên rồi, giờ người ta đi xuống. Giờ này mình mới lên nè. Giờ để em đi tiếp lên phía trên.
để quay và khám phá nơi này cho quý cô chú anh chị mình cùng xem và biết, đến đây trải nghiệm cúng giếng với em nha. Đường đi lên thì rất là dốc nha quý cô chú anh chị. Đi chứ, mang mệt mỏi quá hả? Ở đây có một cái hang nhỏ, trên đó cái lỗ nhỏ trên đó có đá thạch anh trên đó nghe quý cô chú anh chị. Thì em sẽ lên phía trên đó quay cho quý cô chú anh chị xem. Nó nằm ở dưới một cái tảng đá của mỏ ông Két nghe quý cô chú anh chị. Đây là núi ông Két là có từ hồi xa xưa rồi nghe quý cô chú anh chị. Chị nó móc cái mớ nó lấy về rồi. Đấy, nước rồi đấy, nước rồi đấy. Ở trên mỏ ông Két nó mới nhiều. Đây là trong tảng đá. Đóng luôn. Không chân mỏ ông Két. Không thấy. Để không biết. Mình nằm mình gõ đen nó sát vô. Nó cũng nằm viên gì nè. Đây là những tảng đá. Đây là. Vô có đèn không? Có đèn lén nè, máy này có đèn lén nè. Đâu đâu đâu. Đó. Mày đá à, đó không? Rất là lạ nè. Chiếu vô sáng có đèn pin đó, gọi vô sáng nó chiếu dữ lắm. Nè 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 nè. Nó chiếu đẹp lắm. Hết rồi sao nào? Chiếu đẹp lắm. Để cho nó dạ cái ánh đá. Ở trên kia mới nhiều, trên cái mỏ. Đẹp thiếu mình sợ mình lên ý hết. Bây giờ tao không có cho lên nữa. Tao không có cho lên, tao gào nữa rồi. Nè thấy không, nó sáng cái gọi đèn vô nè. Nó vàng đá hạch vậy đó. Đó đó, cái đó đó. Cái này nè, vàng đá hạch luôn đó. Gọi đèn vô sáng lắm. Nè, đó, đẹp ghê không? Đấy, 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 bôi nước đó, cái này lạ rồi không? Đó, rồi, đi xem chiếu không? Nè, có cái đèn led trong này nè. Đâu, đâu, đâu. Nè, vô màn hình coi nè. Đâu rồi, nè. Đây nè. Đó, thấy không? Đây nè. Sao sáng đây hả? Nè, 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 trong này nè, trong trong đó đó. Trong đó đó. Nè, trong gieo trong đó đó. Trong đó đó. Rất là lạ nha. Có đèn pin nó gọi vô mới sáng dữ. Mấy cái gì nhỏ nhỏ nhà nó móc lấy hết trơn rồi. Nó móc lấy mấy gì nhỏ này nè. Người ta đến khám phá người ta thấy nhỏ này nè. Người ta lấy hết trơn rồi. Lấy hết trơn. Ủa hổm đẹp lắm. Có viên màu xanh màu xanh bích nữa. Ở trên mỏ ông Két á mới nhiều. Đây là đây là đây. Đây là em lấy rồi. Này cho cái cục này. Két không à. Nó lấy hết trơn rồi. Đi không có nó đâu. Còn dính là mình thấy là nó chiếu gọi vô nó chiếu không có cái viên đá nè nè đó 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 thấy không thấy không thấy không đó. Thấy không thấy đẹp không nè gõ đèn vô nè ở ngoài nhìn vô nè ngoài nhìn vô nè thấy không đó mấy cái viên đá trắng trắng đó rồi nó trắng đẹp đẹp không đó chiếu chiếu nè đẹp không có thấy không mình đó 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 rất là lạ nghe với cô chú anh chị. Thôi bớt thêm miếng. Lạ nè. Buổi sáng vô mới được, mấy em đừng pin thêm. Nè, mấy cái thẳng đá này nè. Đồ thấy không? Thấy gọi vô cái camera ngay cái lỗ mới thấy. Giờ mới đi không? Phải con hồi đi xe. Nó. Trên trong nè. Nó bỏ mày lên kia nè. Nó anh chiếu đó nó. Còn màu trắng không à, hết cái màu xanh nè. Hết rồi, nó hết hết trơn rồi. Rất là lạ nghe quý cô chú anh chị. Nó hợp đó, màu trắng nó đẹp lắm. Lên đó uống nước cái đi rồi đi nước đi nghỉ một chút xíu đi tiếp. Có cái đường nó dốc thôi chứ. Đây là gần tới chỗ thờ mỏ ông Két nghe quý cô chú anh chị. Chữ bị mờ hết trơn rồi. Có để chỉ điểm là bao nhiêu cái điện á. Từ số 1 tới số 12. Đúng rồi. Nó hơi mờ nha quý cô chú anh chị. Rồi giờ mình đi tiếp đi. Lên. Lên tiếp. Lên tiếp. Đây là đường đi lên tới mỏ ông Két nè quý cô chú anh chị.
Khách nền hơn cũng đông lắm nha. Ừ. Ừ, tới điện rồi. 3 ngày nữa không có đây có cái quán nước nha, quý cô chú anh chị, thì cho mình nghỉ ngơi nghỉ mệt. Mà khách đến đây rất đông. Đây là tới điện chi vậy, 5 năm 7 hứa nha quý cô chú anh chị. Đây là điện chi vậy, 5 năm 7 hứa. Khách đến thì hương rất là đông nha. Ủa má đi luôn hả? Nhìn phía bên trong điện. Nên lỡ xuống phía bên dưới đi. Đây có hàng lông bộ rất là đẹp nha. Đây là cận cảnh cái mỏ cát nha quý cô chú anh chị. Thì lúc trước thì mỏ cát này quay về hướng bên phía lộ đá, còn bây giờ là mỏ cát quay về hướng bên núi Cấm nha quý cô chú anh chị. Đây đây là hướng phía núi Cấm. Đây mỏ cát quay về hướng núi Cấm này quý cô chú anh chị. Rất là lạ, rất là quyền dư nha. Hai ngò mỏ khác đây, em sẽ quay cận cảnh cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây, thì còn trong tháng giêng thì khách đến hành hương ở đây rất là đông nha. Có cái đường lộ lên. Dưới chân tảng đá mỏ cát nha quý cô chú anh chị. Đây nguyên tảng đá rất là to nè. Giờ em lội dầm xuống phía dưới để quay cho quý cô chú anh chị mình được xem và biết và đến đây tham quan cúng giếng ở đây nha. Là phía dưới điện của mỏ cát nha quý cô chú anh chị. Đây chỗ cái tảng đá có chữ là thần cát nha quý cô chú anh chị. Đây là phía dưới của mỏ cát nha quý cô chú anh chị. À, như có tổ không quá chảnh không gì đâu. Ở dưới mỏ cát có cái tổ không rất là to này nha quý cô chú anh chị. Cô đang cúng. Cô đang cúng. Dạ. Bỏ nó, bỏ vị trang đây nè, nè đây nè, đi cô đi. Dạ. Thấy ông đi qua đó rồi làm cúng này. Dạ. Cái mỏ quay xuống lộ hả chú? Dạ. Rồi giờ quay qua hướng núi Cấm. Núi Cấm. Dạ. Mấy chục năm rồi đó. Dạ mấy chục năm rồi hả chú? Mấy người đi rồi đó, ai ta cũng nói tôi đó làm cái cây đó đó. Dạ. Rất là quyền di. Dạ. Đó ông dịch chuyển gì có gớt đá vô chú? Không, y thinh vậy. Y thinh vậy. Cái sáng lên là thấy gặp vậy đó. Dạ. Là cái này tôi thấy cất lầu. Vậy ông cụ hồi xưa là món ông cát rồi quay ra lộ hả? Bởi cái núi Trà Sư, mà ông xây xéo vô lộ vô bên kia luôn. Dạ, thẳng núi Cấm luôn. Ờ, cái khớp đó, cái khớp dính vô cọng đó.
cái khớp lần đi qua dưới lộ cái khớp nằm ở trong đó đó. Bây giờ xe qua cái khớp hở ra đó thôi. Đây là cái khớp của cái mỏ két này của chú chị. Trời bằng đêm tới sáng lên rồi chiến tranh rồi đâu phải ở đây. Tới sáng lên là gặp vậy. Vậy là cái mỏ két này có từ rất là lâu. Lâu lắm rồi tao. Dạ. Không có cái núi rồi tới giờ. Dạ. Khi ổng dịch chuyển kìa, ổng quay á, ổng quay không ai biết đâu. Không tới sáng lên gặp vậy thôi. Đá đồ có góp gì không? Không. Y thinh vậy. Dạ. Ủa, có mình là mình để ý biết không? Dạ. Cái này mình chia biết sao mình chia sẻ cho khách du lịch đó. Dạ. Biết, dạ, biết ta đến quay. Đây tham quan với cúng lại ở đây. Biết dạ. Nhiều khi ta tò mò ta không biết về quay cái hướng nào á. Dạ. Lên ta hỏi. Cái khớp này cái chấn này đói lỏng. Dạ. Nửa qua nó nằm ở trong. Nó bỏ lũ ra không chút bây giờ nó chỗ đó đấy hả chú? Đó. Cái chỗ cái khớp đó. Dạ. Nó dạy ra quay cái ra khớp đó. Quay ra lộ văn giáo luôn hả chú? Đây rồi tắm. Bây giờ mới quay qua núi Trâm. Chỉ mới đây thôi ha. Lâu lắm rồi. Lâu là chừng khoảng bao nhiêu lâu rồi chú? Không có cỡ. Lúc trước con mấy năm trước con đi rồi cũng quay hướng này nè. Thấy hướng đó phải không? Dạ. Mười mấy năm ai cũng thấy chứ. Dạ. Các bạn ơi tôi thấy không? Dạ. Bên đó là núi già Năm Giếng phải không chú? Dạ. Cái đó đi xem ba vậy đó. Dạ, phía bên này là núi già Năm Giếng nghe quý cô chú anh chị. Rất là lạ, rất là tâm linh, có nhiều sự tâm linh ở đây. Nguyên cái tảng đá rất là to nè. Tảng đá to. Muốn gì về muốn sửa là một quá trình luôn, nhưng mà cái nào là tự nhiên. Cô với chú ở đây quét dọn hả cô? Dạ. Ai đi tao cũng nói cho khách đi, tao nói một lần xây xuống dưới này nè. Dạ đúng rồi. Khách đi hết đâu ai cũng biết hết trơn. Dạ. Thấy nè. Thấy hết trơn luôn, ai cũng thấy ở đâu cũng thấy cũng biết. Dạ. Đi xe ngang á gặp đó. Dạ. Ở dưới tao dòm lên. Người nào cũng biết hết trơn, phải là đâu không? Như hồi xưa tao đi nhiều lần á, tao biết. Ổng xe đây cỡ khoảng 5-10 năm nay. Dạ. Cỡ khoảng cỡ đó. Dạ. Đây là rất là gì cái tổ và bá luôn. Ừ. Rất là nặng. Rất nhiều tấn. Nguyên một khối đó lớn. Tấn đó đó không? Dạ. Có đường lên không chú? Này hả? Dạ, có mà đi vào đó thì nát, tay vô thấy nát vậy. Mình muốn đi lên đó sao chú? Đi bên kia lên giờ ta tắt cái nhà thợ chảnh rồi đi lên được. Dạ. Cái nhà chỗ đó đó. Chặn lấy là lên đó đó. Cái nhà. Dạ. Đi lên đường đó giờ ta tắt đâu lên được. Dạ. Nội vòng qua đó không có gì hết. Không có đường lên. Không có đường lên. Tới đây là hết. Tới đây là hết đường đi lên rồi. Dạ. Cho bà con tới. Nơi tâm linh Quyền Di mà các ngài dẫn chuyển mình đâu có biết được. Do có làm biết. Dạ. Thấy sáng mới thấy thôi. Dạ. Chứ không ai gặp ông đang là ấy, ông biến quá mà sợ Phật biến quá. Dạ. Không ai thấy tự tới sáng là gặp như vậy. Bởi vậy mấy gọi là tâm linh Quyền Di là gì đó. Biết bao nhiêu tấn. Mình là người chằn mắt thịt mà mình đâu có làm được. Ừ. Nặng bự quá, nhỏ đâu. Rất là hấp dẫn ha. Ừ. Rồi giờ nếu mà dịch chuyển phải rớt đá rớt này ở kia xuống. Mấy cục nằm cái trên bị thanh lưu với cái trên đó. Bị rang mà không rớt thì đâu. Dạ. Mấy cục nằm cắt cái trên đó. Đi qua đâu nằm đó dính đi rang vậy. Chú ở đây đó giờ chú biết. Nhưng mà chú thấy là sáng chú gì là chú thấy rồi. Đây. Luôn. Sáng đây nhưng mà dịch chuyển gấp đá là chú sáng là chú thấy rồi. Ừ. Còn cái này là không thấy luôn. Còn uy tín nữa ha. Ồ. Dính dính ở trên đó. Dạ. Rất là dính lại. Cái cục luôn mà nó dớt không có lăn vừa đổ gì. Dạ, dạ. 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 Tới đâu lắm. Còn uy tín đó cho không phải lăn. Phải mà cục nó dớt xuống mấy cái này bể trơn rồi. Dạ. Dạ. Đúng rồi, gấp xuống là nhiều loại này bể hết rồi. Bể trơn nát hết trơn đâu có dớt. Dạ, dạ. Chú lên trên đó cái quay lên cho khúc cho quay ngược là cột y thinh lắm. Đẹp lắm. Dạ. Không có rớt miếng nào cho y thinh luôn, không có rớt cục nào cho mấy cục mà chắc giờ vợ của mày. Dạ. Sắp giờ vợ của mày. Ở đâu mà có sẵn thôi đợi nào mà không biết. Dạ. Thiên nhiên ban tặng mà. Dạ. Rồi con đi luôn cô chú ơi. Dạ, từ mỏ ông két mình lại lên phía trên các điện ở phía trên đó nghe quý cô chú anh chị. Thì tới đâu em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị biết là điện đó là thờ gì, những ai. Từ phía bên này nhìn qua rất là đẹp nè.
À, cái mỏ cát nào quý cô chú anh chị. À, cái mỏ đường bên này giống như cái thỏi vàng vậy đó kìa. Thấy không? Rất là đẹp nè. Rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Ăn đá mỏ con cát dịch chuyển rất là vi diệu. Rất là kỳ lạ nha quý cô chú anh chị. Thì có ông chú ở đây rất là lâu thì nói là ở đây á ông mỏ con cát dịch chuyển thì không ai biết hết. Đây khách hành hương đến đây thì cũng rất là đông nha quý cô chú anh chị. Đây có chữ vào cái mũi tên là lên săn tiên nha quý cô chú anh chị. Nè mấy chị đi lên cúng cái này. Chờ bà bỏ dép luôn kìa. Đây có cái điện thờ mẹ Quan Âm Bồ Tát. Mẹ rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Hai bên có hai con gầm rất là đẹp. Thì từ cái điện mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát quay tấn ơi quay mỏng đi. Giờ mình đi lên hướng này để lên sân tiên nha quý cô chú anh chị. Gặp cô chú nãy nữa kìa. Cô chú loạn lên tới đó kìa. Đây là hướng đi lên phía bên trên. Tiếp tục mình sẽ đi khám phá ở đỉnh núi này, đỉnh núi Anh Vũ Sơn này có bao nhiêu điện. Ở đâu chú? Xuống một thước quay được cái hang này chú chỉ hồi xưa. Mình lên trên đây hả? Lên trải là có câu chỉ đến có cái hang xíu bên đây xuống mười thước chút xíu cái thấy xuống mười thước mới tới dưới. Dạ ngồi trống người ta có bóng đèn nó cháy với hai người chứng chỉ làm mà tự là chuẩn bị mình đi lên tới hang chiến sĩ xuống cái hang rồi đi chỗ lên trên luôn. Dạ. Là nó chiến đấu ra trong đó giải phóng là chết còn xương nó. Dạ hồi nó giặt tới đây ốm xuống thì chết chứ nó quánh dữ lắm. Bên này kêu quánh dữ rồi dữ tận. Dạ đây cỏ không còn cây giải xong bột chết chân rồi chiến tranh ở đây. Ừ. Nó mới hồi giải phóng về mới có là chở lỗi chân còn đất cái đá mà ta lập ta thờ ở đó luôn. Nó thờ bây giờ là mình đi lên tới hàng chiến sĩ. Lên chở một chút cái quán đó rồi, rồi qua bên kia sân tiên rồi giếng tiên rồi, sân tiên rồi tùm lum chắc. Dạ. Để Ngọc Hoàng. Dạ. Phải quay cho hết là nó vô nhiều lắm đó. Dạ. Nhiều lắm. Giờ mình đi đến hàng của các vị chiến sĩ ngày xưa đã hy sinh ở đây nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn chú. Ê cái tảng đá nó nằm kê lên nhìn lạ quá ha. Kìa. Ê cái tảng đá nhìn lạ quá kìa. Nằm kê lên kìa. Em sẽ đi quay đánh đầu hay đến đó. Wow, rất là lạ nè. Đây như một cái mặt bàn luôn vậy đó. Ừ. Có cái tảng đá kê lên nha. Rất là lạ luôn. Giờ mình tiếp tục đi lên phía trên hang của các chiến sĩ một hồi
anh em mình sẽ vào bên hang khám phá cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Nắng kinh khủng luôn. Hôm nay một cuộc hành trình khám phá như hình một ngoài tắt. Nó gần tới cái quán rồi đó. Gần tới cái quán rồi đó bạn ơi. Tới cái quán nó là tới cái hàng chiến sĩ đó. Nãy ông chú cũng nói á. Đây. Đây là phía bên trên. Cái quán sắp tới. Cấm buộc khẩu trang lên cây, hút thuốc nhớ dọi tàn. Hay giờ mình lội lên phía bên này. Ồ, cái này hơi dốc nha. Giờ mình đi lên tiếp để kiếm cái hàng nữa nha quý vị không dạ. Mình đi lên tiếp phía bên trên để quay và kiếm cái hang chiến sĩ. Để quay cho quý cô chú anh chị biết đến đây cúng giếng ở đây. À, chỗ đó có mấy cái tảng đá nằm sắp sắp lên nhau im quá kìa. Đó. Ừ. Không. Các cô chú đang đi xuống nha, quý cô chú anh chị. Phía bên này có một cái điện. Thì một hồi em sẽ vào bên trong điện quay cho quý cô chú anh chị biết ở đây nha. Xuống ha chú. Xuống rồi. Xong hết rồi. Đi sớm nha. Dạ. Ở đây có một cái điện Phật Dương nghe quý cô chú anh chị. Đây là ngài Phật Dương. Ngài ngồi rất là uy nghiêm và đẹp nha quý cô chú anh chị. Còn đây là Đức Phật Thầy của mình, Giáo Tổ Vũ Sơn Kỳ Hương. Đây. Đây là Đức Phật Thầy. Đây. Có những bài kệ, bài kinh hay, rất là hay. Để em quay cận cảnh ở đây để cho quý cô chú anh chị biết đến đây mình tham quan và cúng giếng ở điện Phật ở đây nha quý cô chú anh chị. Đây là điện Phật Dương. Có thờ Phật Thầy và Phật Dương ở đây. Bây giờ là mình đi lên cái hàng chiến sĩ không? Đi bên cầu với nó một đống luôn. Nghe bên cầu thủy dữ lắm luôn á. Nghe chú bộ đội luôn hả? Này là bắt đầu mình lên tới hang gì chú? Đi lên tới cây cầu chỗ bé bạch khỉ. Giờ lên sân tiên. Giờ mình lên sân tiên. Giờ xuống 12 chú Ngọc. Với hai giếng tiên. Chú bộ đội ông nào? Chú bộ đội ơi, cháu thương chú lắm. Bây giờ mình đi với mấy chú lên
trên cắt điện cho anh luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi chú bộ đội. Đó, cô bộ đội chú. Cô bộ đội. Nữ vô liền. Hai phiên. À, đứng sừng sững uy nghiêm. Nên gọi chú bộ đội mà chú bộ đội quần áo rách trơn à. Sao toàn cho chú luôn chú vậy? Bấm từ vững chắc nha, cô gái vô lên, giữ quê hương nước nhà nha. Cô gái mà. Thành cô gái. Cô gái vô lên. Chiến sĩ. Đây. Chú đang đốt nhang cúng. Đất. Chú đỡ hút không à? Đó, đường đi xuống đó. Cái đó là cái hang đó hả? Ừ. Đây phía bên này là cái hang xuống nha, quý cô chú anh chị. Hang này chung đoạn xuống. Hang chiến sĩ dòng 10 mét, chui dòng 10 mét được á. Đây là hang chiến sĩ dao 10 mét. Thì mình xuống dưới luôn đi. Không phá luôn. Đi xuống bình thường đi. Đi xuống đó. Xuống trước đây để quay. Vô. Mới được. Có lộ mới có đèn pin mới được. Rồi xuống trước đi. Không có đèn pin cho số. Quẹo qua bên kia. Mình lại xong cái nhà mình cùng con. Mở là lát lên. Rồi, chị mở rồi. Bây giờ mình đi dạo qua hang bên trong. Mình đi, nhưng mình đi vô được nha cả nhà. Của hang chiến sĩ nha quý cô chú anh chị. Mình có cái mùi thơm. Mùi nhang á. Thơm nhang á. Thấy cái hàng trong này nè, thấy nhỉ? Đây phía bên trong đây. Đây phía bên trong điện nha quý cô chú anh chị. Ròn lên. Không xuống. Trời ơi, đi từ từ, cẩn thận. Gạo không? Đây trong hang của chiến sĩ ở trong này nha quý cô chú anh chị. Cung quý người ta rồi. Bên trong này thì rộng nha, cái đường đi vô thì nhỏ. Nhưng mà bên trong này rất là rộng. Kim Mô Di Đà Phật. Đây. Đây là thờ các vị chiến sĩ ở đây nha quý cô chú anh chị. Để em quay sơ rồi xin phép các ngài ngồi ở đây cúng bái ở đây. Kim Mô Di Đà Phật. Đây. Ở ngoài đặt vô trong đây rộng nha cái. Nó chui qua kia mình dầm đi không ra đây nghe thấy không? Đây là cái đường trong hang. Đây. Bây giờ em có rảnh những chữ với tàu. Cuốn hút đó. Xách theo. Đây là cái hang xuyên ra bên ngoài nha quý cô chú anh chị. Đó, giờ tụi em chui ra từ cái hang chiến sĩ nha quý cô chú anh chị. Để ra bên ngoài. Ủa hả? Đi không không xuống nha quý cô chú anh chị. Đường này đi vòng qua được luôn nè. Đây cô để chữ gì đây nè? Để chữ xuống đường à, xuống hang luôn nè. Bên này cũng có cái đường xuống hang luôn nha quý cô chú anh chị nè. Đây là hang chiến sĩ. Thì cái hàng chữ là cái nha. Thì cái đây là hồi nãy là tụi em chui từ đó chui lên đó nghe quý cô chú anh chị. Ở trong hang chiến sĩ tụi em chui ra, hồi nãy đi đường bên kia. Bây giờ tụi em chui ra ngược bên này. Trên cái hang này có để một hàng chữ đó. Đây là chữ tàu nha quý cô chú anh chị trên cái trên cái đầu trên hang. Đi trong hang đi ra này. Giờ là tụi em lại dọn qua phía bên kia để quay thêm những cái điện khác khám phá cho quý cô chú anh chị. Bỏ ly nước ở dưới rồi. Ủa là đi đường nào ra? Bỏ ly nước ở dưới rồi. Ông Phúc, ông chịu cầm kìa. Đi. Đâu ly nước đâu rồi? Đi nước từ đâu? Đi nước từ đâu? Ông đi. Có. Đây. Đi chỗ ngoài. Đi ra chỗ vòng lại đường nãy đó. Chỗ cái đường hồi nãy nha cái nè. Mà đường này đường trên. Đi đường. Có cái hai cái đường đi luôn. Không dám đi qua. Ừ, ông chú đó với thằng bé đó nó không dám vô, không dám vô cái hang, không có vô cái hang chiến sĩ. Đây. Ra đi. Đây là phía bên hồi nãy là mình chui vô trong nha quý cô chú anh chị. Là em xuyên. Em xuyên qua bên cái đầu bên kia luôn nha. Đó. Hồi nãy là em chui, tụi em chui đường này. Mà tụi em xuyên qua đường bên kia luôn. Ở bên kia có cái đường đi ra luôn. Rất là nguy hiểm.
vô chổng là lạnh ngắt luôn. Giống mà nó thơm phức à. Đi ba bốn người vô thì được chứ đi mình anh không dám đi đâu. Hồi nó thơm phức à. Nó hơi anh xin sống tí xíu. Giờ tụi em đi tiếp nha chú chị. À, hồi nãy là tụi em xuyên ra cái đường bên này luôn. Nãy là xuyên ra đường bên này luôn. Giờ tụi em tiếp tục đi lên phía trên để khám phá. Dạ. 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 Hoa Phan Vlog anh. Với Lâm Hải Triệu AT với Nguyễn Vlog ba kênh luôn. Có gì em lên coi ủng hộ tụi em. Có chính anh luôn đó. Tại đó thì sao anh? Giữa cái lần vô qua mát lạnh lắm. Còn sao? Mình đi theo anh chỉ mình những cái kỳ lạ ở trên này nha. Cái này từ đó giờ vậy. Wow. Cái này là cái dấu gì ạ? Một chân á hả? Qua bơ bánh cho biết. Dạ. Cái này là dấu gì anh? Bằng chân. Wow, kìa. Có dấu. Cái dấu bằng chân có ngón chân ngón ấy luôn kìa. Nè, ta để gần cho quý cô chú anh chị xem nè. Rất là lạ nha. Quá ba cây này mới thấy bằng chân. Dạ. Thấy rõ anh. Mới phát hiện đây hả anh? Mới phát hiện đây. Mình chỉ là nhìn qua đây có bằng chân nè. Có dấu chân. Giờ mình đi qua cái tảng đá anh chỉ dựa vô nó mát hay gì? Mát rượi vô. Tảng đá này nha cả nhà. Dựa vô là mát rượi nha cả nhà. Ông anh không nói là dựa vô gì là mát lắm nè quý cô chú anh chị. Bên đây là mát lắm rồi. Đó bên đây ông anh không nói là dựa cái lưng vô nè cả nhà. Nó dựa coi mát rượi à. Thấy hả? Mát rượi cho mình luôn. Ừ đúng rồi đó. Y như cái mặt phẳng vậy đó. Lạnh lắm không? Cái phẳng giường mình á. Ừ. Lạnh. Lạnh ngắt luôn á. Nè, gờ không cũng lạnh nữa nè. Dựa cái lưng vô đây là hay. Đây là cái vách đá. Vách đá mình dựa vô. Nè. Đâu bạn dựa coi. Nó mát lạnh luôn á. Nó dựa vô đây là mát lạnh cái lưng mình. Nè. Đúng không? Nó lạnh ngắt luôn á. Này ở đây lạnh nhất nè. Ừ. Nó chỗ này lạnh nhất luôn nè. Đúng rồi. Đó. Rất là lạ nha. Đá luôn. Ừ. Y như nè. Nè. Nó bóng như cái mặt phẳng cái giường mình vậy đó. Quay qua đây coi cái nhà mình. Ừ, rất là lạ nha. Bây giờ mình đi tiếp lên phía trên. Trên đó là điện gì anh? Mẹ quan âm. À gọi là săn tiên ha. Săn tiên bản ha. Dạ. Giờ mình đi lên chỗ thờ mẹ quan âm nha quý cô chú anh chị. Cái giếng nước thì giếng nước ở đâu anh? Ở trên này luôn hả? À, giờ mình đi lên chảnh khám phá có cái giếng nước ở chảnh nghe quý cô chú anh chị. Mà ông nói ở trên này thờ mẹ Quan Âm có một cái giếng nước nữa. Thì bây giờ em sẽ lên phía trên quay cho quý cô chú anh chị mình cùng xem và biết về đến đây trải nghiệm cúng giếng ở đây nha. Anh nói có cái giếng nước đó anh. Ở đâu? Ủa không chỉ đâu trên này mà. Thác cửa rồi, đâu cho xuống. Không cho xuống hả? Thác cửa rồi. Ở đây có để là lưu ý nước giếng thịnh uống. Cấm tắm gọi nghe quý cô chú anh chị. Đây là giếng nước giếng ở đây nhưng mà bữa nay người ta khóa lại rồi nè quý cô chú anh chị. Nè, khóa lại rồi không có cho mình xuống được. Để em coi xuống được không. Khóa lại rồi nè quý cô chú anh chị. Đây là cái giếng nha. Đây giếng ở trên cái đỉnh núi thờ mẹ Quan Âm mà mình không xuống được nha. Giờ thì em quay trở lên điện của mẹ để quay sơ cho quý cô chú anh chị mình biết ở đây. Giờ đến đây cúng. Đây. Sẵn bái Quan Âm
chúc tịnh bình, thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Đây, đây là mẹ đứng trên ông rồng, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Ừ, cái giếng ta khóa cửa rồi. Thì video của em tại núi Anh Vũ Sơn này khép lại tại đây. Thì quý cô chú anh chị xem video hay, ý nghĩa, hãy cho Hoa Phan Vlog một like và một đăng ký để em có động lực làm những video hay và hấp dẫn hơn cho quý cô chú anh chị mình xem. Giờ thì chào tạm biệt quý cô chú anh chị, hẹn mọi người vào những video sau. Xin chào ạ.